Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày 24 tháng 10 năm 2016 có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận về dự án luật đấu giá tài sản và luật tín ngưỡng tôn giáo. Sáng ngày 24 tháng 10, cuộc họp quan chức cấp cao CLMV và ACMEC chuẩn bị cho hội nghị cấp cao vào ngày 26 tháng 10 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Cùng tìm hiểu về nỗ lực phi thường của họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu, người đang truyền đam mê nghị lực sống cho những người khuyết tật và thế hệ trẻ Việt Nam. Thưa quý vị, đôi chân không thể đi lại, đôi tay không thể cầm nắm, nhưng vẫn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành họa sĩ. Và bằng nghị lực phi thường, chàng trai Lê Minh Châu đã dồn mọi tâm huyết vào các bức tranh. Giờ đây, anh đã trở thành người truyền đam mê, nghị lực sống cho những người có số phận bất hạnh như mình và cho thế hệ trẻ Việt Nam. Một buổi triển lãm tranh ảnh của những nạn nhân chất độc da cam đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là tác phẩm của họa sĩ Lê Minh Châu. Dù bàn tay không thể cầm nắm và đôi chân không được lành lặn, nhưng tất cả không ngăn được niềm đam mê của Châu đối với hội họa. Có những tai nạn xảy ra như là gãy cọ và làm cho ảnh hưởng rách quai hàm. Có những nhiều lúc mình đã phải không nhìn đói và tập trung vô cho công việc sáng tác và cứ hăng mê về xây, thì lúc đó có những lúc là mình uống dầu hoặc là ăn trên cả màu sắc của mình. Do là nghề hội họa đã chọn mình, vẽ là một, nó giống như là một con đường để thấy được cái sự mình đi trên con đường cuộc đời của mình. Và màu sắc là chính là một sự, nó là màu sắc của vô tận. Kiểu mình giống như là đang được xòe đôi cánh và bay trên đại dương. Sinh năm 1991, Châu là nạn nhân của chất độc da cam. 6 tháng tuổi, Châu được gửi vào làng Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là nơi ươm mầm giấc mơ hội họa để có được một Lê Minh Châu của ngày hôm nay. Lê Minh Châu bây giờ đã là một họa sĩ được nhiều người biết đến. Nhưng với anh, đó mới chỉ là nền tảng để anh bắt đầu với những khát vọng của chính mình. Không cho phép mình sống trong một cái ánh hào quang, phải cố gắng duy trì cuộc sống của mình và sống làm sao là để cứ mỗi ngày cho ra được tác phẩm của mình, được bay bổng trên những gì mà nghệ thuật mà mình muốn. Giờ đây, Minh Châu không chỉ được biết đến tới như một họa sĩ mà còn là một tấm gương về nghị lực sống, về khát vọng cống hiến đối với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Em cảm thấy anh là có nghị lực sống rất phi thường ạ. Thấy bình thường bọn em vẽ tranh ấy bằng tay thì đã cảm thấy rất khó rồi, mà em không ngờ anh ấy lại vẽ được một bức tranh bằng miệng ấy mà cảm thấy rất nhanh và rất đẹp ấy. Không chỉ là một họa sĩ, Lê Minh Châu còn là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Châu Beyond the Lies của nữ đạo diễn người Mỹ Courtney Mark. Bộ phim này đã được đề cử vào top 5 của giải Oscar năm nay. Thời gian để đưa ra những sản phẩm mà đưa cho hàng đầu cũng như là châu Âu, bên Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.